Dạ vâng, âm thanh bãi tuyển chọn Nhất Long Audio cơ sở 2 xin kính chào tất cả các bác đam mê audio trên toàn quốc. Xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian cũng như là quan tâm đến kênh của Nhất Long Audio cơ sở 2 có địa chỉ tại ngõ 14 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và đây là một trong những kênh chuyên test và giới thiệu những sản phẩm mới nhất của bên em. Và để tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, cửa hàng bên em lên sóng cũng như là giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu loa đến từ hãng JBL có model là L65 Dubai. Và đôi loa về với cửa hàng bên em trong tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhé. Tất cả còn zin nguyên bản tuyệt đối luôn ạ. Và sau đây em sẽ tiến lại gần hơn cũng như là quay cận cảnh từng chi tiết độ sắc nét của đôi loa để cho quý vị và các bạn cùng đón xem. Dạ vâng, cũng như là trước màn hình nhỏ quý vị các bạn, đây là một trong những đôi loa của hãng JBL có model L65 Dubai. Và đây là một trong những model rất là hay, rất là đáng để cho các bác sưu tầm các bác nhé. Đôi loa này có thể chơi đa loại nhạc luôn ạ, từ nhạc vàng, nhạc trẻ, bolero, trữ tình, nhạc mạnh, nhạc nhẹ là chơi được hết các bác nhé. Và đôi loa sử dụng gồm 3 đường tiếng trên một thùng loa, một bát 30 cm và màng giấy các bác nhé. Màng giấy và gân mút ạ, râu là cực kỳ là dài các bác nhé. Màng huyết cực kỳ là đẹp luôn ạ. Hiện nay là trên thị trường là rất hiếm những đôi thuộc dạng đẹp xuất sắc như này các bác nhé. Màng huyết là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và một chung, một tép các bác nhé. Đôi loa là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Trước mặt là cũng như là thiết kế với là một lỗ thông hơi trên ở đằng trước các bác nhé. Và thiết kế với là hai cái lỗ nút tinh chỉnh của dải chung và dải chép ạ. Và đến phần vỏ là vuông thành sắt cạnh các bác nhé. Về phần thùng là vuông thành sắt cạnh luôn ạ. Không một vết sứt mẻ gì các bác nhé. Vân gỗ là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Vân gỗ là cực kỳ là đẹp các bác nhé. Bên trên mới có một thiết kế là một lớp kính, là kính này kính zin các bác nhé, zin xịn luôn ạ. Đây loa cực kỳ là đẹp luôn ạ. Cũng như là các bác đến với cửa hàng bên em, các bác chỉ gọi là lăn tăn về giá cả thôi. Còn về chất lượng thì các bác cứ yên tâm đi ạ. Bởi vì là trước khi là hàng đã cập bến tại cửa hàng bên em, là bên em đã test cũng như là chọn kỹ lưỡng cho các bác rồi đấy ạ. Tất cả còn rất là đẹp các bác nhé. Cầu là cầu zin luôn ạ. Và tiếp đến với phần báo giá của đôi loa. Đôi loa JBL có model là L65 Dubai. Là cửa hàng bên em đang bán cho các bác với cái giá là 73 triệu đồng các bác nhé. Cũng như là các bác là có quan tâm thì vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 055 929 4Q2. Các bác có thể liên hệ trực tiếp cho cửa hàng bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Và cũng như là các bác là có yêu quý kênh thì cho em xin một nút đăng ký góc phải bên màn hình để được nhận những video hay là sản phẩm mới nhất của bên em ạ. Và là clip ngày hôm nay em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.